Thưa quý vị, trong mấy ngày gần đây thì toàn bộ miền Bắc đang chìm trong giá rét. Nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức 10 độ C và thậm chí ở những tỉnh ở vùng núi cao, nhiệt độ còn xuống dưới 0 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Trong đó có một bệnh lý thường gặp đó chính là đột quỵ. Theo Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế tuyến cuối thì số bệnh nhân đột quỵ đã tăng hơn 20% so với ngày thường. Đáng chú ý trong đợt rét này, lượng bệnh nhân đột quỵ là người trẻ có xu hướng gia tăng rõ rệt, ghi nhận của phóng viên chương trình. 4 ngày trước, nam thanh niên 35 tuổi này ngủ dậy sau một đêm thức rất khuya thì xuất hiện tình trạng yếu chân tay. Thời điểm này, Hà Nội cũng bắt đầu chuyển sang đợt rét đậm, rét hại. Khi tới bệnh viện Bạch Mai thăm khám, bệnh nhân được xác định bị đột quỵ. Nhưng rất may, anh vẫn đến trong giờ vàng. Một chân thì đi được nhưng mà không không víu được vào đâu để đi, một cái chân một về người phải của mình ý, nó cảm giác như là không còn một cái sức lực gì, chỉ biết nằm ngồi nhờ chờ người, nên nó đi gọi may gọi được người nhà về để đưa mình đi cấp cứu, hay đi nó nghĩ là đi đến đây luôn. Theo Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, những ngày rét đậm vừa qua, lượng bệnh nhân phải nhập viện điều trị tăng khoảng 20% so với trước, trung bình 50 bệnh nhân một ngày. Đáng nói, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, không ít người dưới 40 tuổi. Phòng cấp cứu phòng nặng nhất của khoa bây giờ đang có 5 giường, thì trong đó là 2 giường bệnh nhân dưới 40 tuổi rồi. Số lượng bệnh nhân trẻ có vẻ đợt này gia tăng. Hai trường hợp đấy là đều là những trường hợp nặng, đến giờ viện trong cũng không phải giờ vàng mà đều hôn mê và rối loạn ý thức rất là nặng hơn so với bệnh nhân bình thường. Thực tế, nhiều người trẻ cho rằng bệnh đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi nên chủ quan. Khi có dấu hiệu sớm của bệnh như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, thường bỏ qua giờ vàng điều trị. Bệnh nhân có thể đột ngột yếu hoặc là tê bì một nửa bên cơ thể. Bệnh nhân có thể đột ngột mất thị lực hoặc là mù thoáng qua ở một hoặc hai mắt. Rồi bệnh nhân đột ngột có thể nói khó khăn hoặc là không nói được. Hoặc là bệnh nhân đột ngột có các cái rối loạn về thăng bằng, mất định hướng. Và một số rất nhiều bệnh nhân thì có những cái cơn đau đầu dữ dội nhất trong cuộc đời. Để phòng tránh đột quỵ trong mùa lạnh, người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, bia rượu, chất kích thích. Trong 3 đến 4 giờ đầu, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao. Ngược lại, thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều, sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong.